Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm cơm cháy từ gạo nếp mà không cần phải nấu cơm trước, nhanh, đơn giản mà rất chi là ngon. Nào bây giờ mình mời các bạn hãy theo dõi cách mình làm cơm cháy từ gạo nếp rất nhanh, đơn giản mà ai cũng có thể làm được trong chính gian bếp nhà mình. Để làm món cơm cháy ngày hôm nay thì mình sẽ có ở đây một bát gạo nếp. Nếp thì mình dùng loại là nếp ngon. Gạo nếp thì mình sẽ ngâm nước ấm nhiệt độ khoảng 35 độ C, ngâm qua đêm xong mình sẽ mang đi xả lại với nước, vo đi vo lại nhiều lần cho sạch. Mình sẽ nêm vào đây một chút xíu muối. Nếu ai thích ăn hơi ngọt thì chúng ta sẽ cho vào đây non muỗng đường, còn nếu không thích ăn ngọt thì chúng ta không có cho đường. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa lon nước cốt dừa, tương đương với khoảng 3 giá nhỏ. Nếu chúng ta không thích ăn béo thì chúng ta có thể cho một chút xíu nước cốt dừa, rồi chúng ta sẽ cho thêm nước lạnh vào, tương đương với 3 giá nước, hay chúng ta có thể tính cứ một bát gạo thì một bát nước. Nếu gạo của chúng ta ngâm chưa đủ thời gian thì chúng ta cho lượng nước nhiều hơn một chút là được. Sau khi cho nước cốt dừa vào trong gạo, ta trộn đều xong, chúng ta sẽ để cho gạo được thấm nước cốt dừa trong vòng khoảng 1 tiếng là có thể sử dụng được. Để làm món cơm cháy ngày hôm nay, ở đây mình sẽ có một chiếc chảo không dính bằng đáy và có nắp đậy kín. Trước tiên mình cho một cái chảo lên trên bếp nhưng chưa mở lửa vội nha các bạn. Xong mình sẽ cho gạo vào trong chảo. Mình sẽ nhẹ nhàng dàn đều phần gạo xuống một lớp mỏng xuống dưới đáy chảo. Chúng ta chỉ để một lớp mỏng thôi nha. Thật ra nếu chúng ta thích ăn cơm cháy mà có cơm nhiều một chút thì chúng ta có thể cho gạo nhiều, xong chúng ta sẽ dàn đều. Còn nếu chúng ta chỉ thích ăn một lớp cơm cháy mỏng thì chúng ta sẽ cho gạo ít và chúng ta sẽ dàn. Nhớ là chúng ta phải dàn cho đều thì cơm cháy của chúng ta mới đều được nha. Nếu mà gạo bỏ vào mà chúng ta thấy cảm thấy khô quá thì chúng ta sẽ chan thêm một chút xíu nước vào. Xong chúng ta sẽ đậy nắp kín lại. Nếu các bạn ăn cơm cháy mà thích ăn có cả phần cơm và phần cháy thì chúng ta sẽ cho gạo nhiều. Xong chúng ta sẽ châm thêm một chút xíu nước gần xăm sắp mặt. Chúng ta đậy nắp kín, xong đó chúng ta đun. Thì chúng ta có món cơm cháy mà có cả cơm và cháy. Và bây giờ mình sẽ mở lửa để lửa trung bình nhỏ, để trong vòng khoảng 5-6 phút và kiểm tra lại. Khi chúng ta mở nắp ra, chúng ta thấy cơm của chúng ta đã khô. Phần cơm đã có thể xê dịch được trong phần chảo như thế này là chúng ta đã gần hoàn thành, gần như là ok với món cơm cháy rồi nè các bạn. Đó rất đơn giản, chúng ta nhìn thấy miếng cơm cháy của chúng ta có hấp dẫn không nào? Và đến lúc này chúng ta chỉ việc gắp cơm cháy ra mẹt, chan mỡ hành là chúng ta có thể thưởng thức được món cơm cháy làm từ gạo nếp rất chi là thơm ngon, béo, ngậy, mềm, dẻo. Chúng ta có thể ăn kèm với trà bông hoặc khô quẹt hay nước mắm chua chua ngọt ngọt đều rất ngon. Nếu nhà có các bé nhỏ tuổi đi học, cơm cháy trong khi chuẩn bị được đang còn trên chảo thì chúng ta sẽ rải một lớp chi dẻo lên trên mặt, chờ chi chảy chúng ta sẽ gấp lại và cho ra. Các bé sẽ ăn kèm với sốt marinara hoặc tương sốt cà đều rất chi là ngon. Chúc các bạn sẽ thành công với món cơm cháy mà mình đã chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn.